Chào mừng mọi người đến với Polo Việt Nam, mình là Hiếu. Đối với những căn nhà có thiết kế hiện đại thì bán đảo là một không gian vô cùng tiện ích. Đây là nơi để gia đình có những phút giây thư giãn bên nhau, chuẩn bị những món ăn ngon và còn có thể trở thành quầy bar. Để không gian này thêm phần lung linh và nghệ thuật thì hôm nay Polo sẽ giới thiệu cho mọi người ba mẫu đèn cực đẹp. Cùng mình đi khám phá ngay nhé. Mẫu đèn đầu tiên mà Polo giới thiệu tới mọi người là mẫu đèn Light Chaser. Đèn có thiết kế vô cùng đơn giản, sẽ rất là phù hợp với những bạn nào yêu thích sự nhỏ gọn và không chiếm quá nhiều diện tích. Đèn có màu xanh đen sang trọng, thiết kế thuôn dài xuống dưới. Thân đèn được làm từ thép cao cấp, độc phủ anodizing chống oxy hóa, chống mài mòn và cách điện tốt hơn. Màu sắc ánh sáng của đèn là 3000K, đem lại màu sắc ấm áp, chân thực cho không gian của bạn. Đặc biệt, mẫu đèn này có thể chỉnh tiêu cự sáng thông qua điều khiển thanh dọc bên trên đèn. Để tăng hiệu quả thẩm mỹ, bạn có thể sử dụng từ 2 đến 3 đèn cùng treo trên bàn đảo. Ngoài ra, mẫu đèn này còn rất được yêu thích để sử dụng làm đèn ngủ đầu giường. Một mẫu đèn không thể bỏ qua đối với các bạn yêu thích phong cách tối giản, mẫu đèn Nike Night. Mẫu đèn này có kiểu dáng rất nghệ thuật, tựa như một vị hiệp sĩ trong bóng đêm. Đèn có hai điểm sáng ở thân đèn và đuôi đèn, tạo hiệu ứng ánh sáng độc đáo, ấn tượng. Chao đèn được làm từ thép cao cấp đa độc phủ anodizing để chống oxy hóa, chống mài mòn, tăng độ bền cho đèn. Ngoài sử dụng làm đèn ở bán đảo, bạn còn có thể sử dụng đèn ở nhiều không gian khác nhau như bàn ăn, bàn làm việc, đèn thả tắp đầu giường. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu đèn David. Với thiết kế các vòng tròn sáng đối xứng, mẫu đèn này sẽ đem đến cho không gian của bạn một vẻ đẹp vô cùng sang trọng và hiện đại. Khung đèn được làm bằng hợp kim nhôm, chao đèn được làm từ nhựa mica cách nhiệt tốt, truyền ánh sáng hoàn hảo. Với mẫu đèn này, bàn đảo của bạn sẽ biến thành quầy bar với phong cách sang trọng, tinh tế và hiện đại. Đây là ba mẫu đèn bàn đảo đang rất được yêu thích tại Polo. Nếu như mọi người có đang quan tâm sản phẩm nào khác thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.